Hot girl ống nghiệm Lan Thi thời gian này thường xuyên check-in du lịch sang chảnh, hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tham gia đường lên đỉnh Olympia đã được 6 năm, Phạm Tường Lan Thi vẫn là một trong những thí sinh hiếm hoi được nhắc tên trên mạng xã hội qua từng năm. Cô nàng đoạt giải 3 và được nhận học bổng toàn phần của Đại học FPT đến một trường đại học danh tiếng ở Nhật. Lan Thi sở hữu bảng thành tích khủng trong học tập, có nhiều tài lẻ trong lĩnh vực âm nhạc và là cựu học sinh giỏi của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nữ sinh này được biết đến với biệt danh Hot girl ống nghiệm vì là một trong 3 em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi nhắc đến Lan Thi, mọi người hay nhớ nhất đến thị phi của cô với người bạn cùng thời cấp 3 cũ. Trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng bóc phốt Hot girl 9X ăn cắp chất xám của bạn thân là Trần Gia Khôi để đi du học. Tuy nhiên, được cho là thiếu căn cứ và thông tin xác thực. Lan Thi đã lên tiếng về tất cả cáo buộc trước đó và cho rằng mọi việc đã đi quá xa. Cô phải nhớ đến sự can thiệp của công an khi đưa ra bằng chứng để chứng minh bản thân vô tội. Tuy nhiên, hàng năm cứ đến hẹn lại lên, những tin đồn đó vẫn bủa vây và không dừng lại. Bỏ mặc những tin đồn không hay đó, Lan Thi đã sang Nhật du học. Thời gian gần đây cô về nước và làm việc tại Việt Nam. Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng cô nữ sinh Lan Thi ngày nào vẫn giữ được gương mặt rất xinh và nụ cười sáng như đợt thi đường lên đỉnh Olympia. Tuy nhiên, giờ đây hầu hết tài khoản cá nhân của Lan Thi đều chuyển sang chế độ riêng tư và hạn chế số lượng người bình luận. Ngắm nhìn những bức ảnh Lan Thi đăng tải thì có thể thấy nữ sinh thường chia sẻ ảnh đi du lịch, check-in nhà hàng. Cô nàng cũng khiến nhiều người bất ngờ khi theo đuổi phong cách trưởng thành với lối make-up ngày càng đậm. Dù hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư, song Lan Thi khẳng định bản thân hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại. Lan Thi sinh năm 1998, sở dĩ được gọi là hot girl ống nghiệm bởi cô là một trong những em bé đầu tiên được sinh ra tại Việt Nam nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Vốn có ngoại hình xinh xắn và thành tích học tập tốt, song cô cũng là cái tên gây nên nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội. Được biết, Lan Thi từng theo học tại ngôi trường khá nổi tiếng là Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng đạt được nhiều thành tích đáng nể như giải 3 cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia dành cho bậc trung học vào năm 2015, huy chương vàng Olympic thành phố Hồ Chí Minh một lịch sử, giải triển vọng của cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ. Ngoài ra, Lan Thi từng gây dấu ấn tại đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 16. Mặc dù không nhận được kết quả như mong đợi, song sự xuất hiện của cô nàng nhận được không ít sự chú ý của dân tình. Về đời tư, suốt nhiều năm qua, thỉnh thoảng cộng đồng mạng lại chia sẻ bài đăng tố Lan Thi lấy chất xám của bạn thân là cậu bạn TGK để đi du học. Dù vậy, những thông tin này được cho là thiếu căn cứ và chưa xác thực. Cô từng lên tiếng phủ nhận và cho rằng mọi người đã đẩy sự việc đi quá xa. Thậm chí có thời điểm Hot girl 9X phải nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra bằng chứng chứng minh mình hoàn toàn vô tội. Đáng chú ý, trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016, việc Lan Thi không đạt được điểm số cao khiến nhiều người tỏ ra nghi ngờ về năng lực học tập thực sự của cô. Cụ thể, điểm các môn của 9X như sau: Toán 6,25, Tiếng Anh 6,73, Ngữ văn 7, Hóa 5,8, Lịch sử 3,75. Nhiều người cũng tỏ ra ngỡ ngàng khi cô vốn được mệnh danh là học sinh giỏi sử nhưng chỉ được 3,75 điểm. Lúc ấy, Lan Thi lên tiếng khẳng định bản thân chỉ cần đỗ tốt nghiệp là đủ. Tuy nhiên, việc điểm số không quá cao khiến nhiều netizen không tin vào lời thanh minh của Lan Thi khi bị tố lấy chất xám của bản thân. Mỗi năm, những bài viết đề cập đến chuyện này của cô vẫn được cộng đồng mạng lan truyền không ngừng và nhận về vô số lượt tương tác, nhất là sau khi cô xuất hiện tại đường lên đỉnh Olympia. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, cựu học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong cho hay quy mô cuộc thi khi ấy chỉ dừng ở cấp độ trường học và trong khuôn khổ thành phố Hồ Chí Minh. Khi biết đến những thông tin sai sự thật, dù nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ, không hiểu tại sao mình lại bị dính vào lùm xùm như vậy. Bỏ qua lùm xùm không hay, Lan Thi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Được biết, khi hoàn thành chương trình học tại một trường đại học tại Nhật Bản, Hot girl ống nghiệm quyết định về nước làm việc và công việc hiện tại khiến cô khá hài lòng.